Chào mọi người, hôm nay Trung Hồ sẽ quay lại cái video vừa win được người tướng ha. Người tướng này VPS22 thuộc quân đoàn, quân đoàn này là nằm trong top 5 đó. Thì chế độ triển khai của mình thì mình xây ba nhà cung cấp, ba nhà lính trước, mình kêu lính đi trên hộp ha. Thì lúc này cũng nói anh em nghe thì người chơi đỏ này là phun gon rất nhiều luôn. Mình chỉ ăn được 3 hộp gần nhất. Đây vị trí này nó đang rồi nè, các anh em thấy. Mình thấy ha. Thì mình chỉ ăn được 3 hộp thôi. 3 hộp trên nguyên cái bản đồ bự như thế này. Thì lúc này mình lên nhà 2. Số lượng lớn của mình đây mình có cho trinh sát nhà. Có trinh sát nhà bên đỏ ha. Thì lúc mình đi trinh sát nhà bên đỏ thì mình thấy bên đỏ xây 3 nhà lính nè, 2 nhà xe và 5 trung tâm cung cấp. Lúc sau này trống ha. Thì mình nghĩ người chơi đỏ này với cái map này thì sản xuất 2 nhà xe 3 nhà lính này thì chắc đánh nhanh mình. Chắc đánh nhanh mình là chắc chắn luôn. Tại lúc này mình sản xuất cho lính ha. Thì cũng nói cho anh em, nghe. Thì với lê vét 22 mà quân đoàn tốt như thế này thì anh ta đã mát rồi, mát lính, mát nhà, giáp rất mạnh luôn. Lúc này anh ta đã cho quân qua tấn công nhà mình. Lúc này các anh em thấy nếu như mình số lượng lính này mình đánh liều luôn ha, mình cho liều luôn, mình không cho thủ nhà, số lượng lính mình di chuyển lên đây. Và đồng thời ở đây với 4 nhà lính này thì mình cầm cự được cũng cỡ mấy phút chứ không thể nào mà nó đánh sập nhà mình lẹ được đâu. Mình không cho lính về thủ nhà mà mình sử dụng lính để mình tấn công ngay vị trí này. Tấn công vị trí này nó kèm kẹp nó lại đây. Các anh em thấy sử dụng xe 1 lính 2, lính 2 lính 1 tấn công nhà mình. Thì đây mình 4 nhà lính mình sản xuất mình vẫn cầm cự được. Thì lúc này mình cho số lượng lính đây mình tấn công nhà nó lại. Tấn công nhà này nó lại thì kiềm kẹp cái số lượng mà nó tấn công mình đó. Nếu mình không đi với chiến thuật như thế này thì với mà lấy cái 22 mà quân đoàn tốt như nó thì mình khó mà thủ nhà được. Giờ cho dù mà mình thủ nhà được thì nó lên nhà 3 nhanh hơn mình, nhà 4 nhanh hơn mình thì mình cũng toan thôi cái này. Bây giờ mình cho sườn lính đây mình tấn công nó, đồng thời đây mình cho lính tấn công luôn. Thì người chơi đỏ này với quân đoàn này giáp rất mạnh luôn, bắn hoài không nát nhà nha các anh em, bắn hoài không nát nhà. Ở đây mình cứ cho quân cứ tấn công liên tục mà. Tấn công độc cho anh ta kìm, mình kìm hãm anh ta rồi. Thì chắc chắn ở ngay vị trí này thì mình chắc chắn là nó sẽ xây những cái tháp canh ở đây, tháp pháo ở đây. Mà nó bắn lên nè. Nó bắn ở đây chứ ở đây nó xây lên đây mình bắn nát hết. Xem vị trí này thì mình bắn nát hết chứ không còn nữa ha. Rồi mình bắn vô nhà xây dựng của nó. Đây, tháp canh nè, tháp pháo nè các anh em thấy. Tháp canh, tháp pháo rất nhiều luôn. Nghe không? Thì ở đây mình cứ cho lính cứ tấn công, cái nào nó xây lên mình cứ tấn công á, mình đánh sập cái nhà xe luôn và nhà xây dựng. À, tháp pháo tháp canh rất nhiều, nó xây dưới sao đây. Thì với mà xây tháp canh tháp pháo như thế này thì cũng nói cái này nghe, xây như vậy cũng nói chung là nếu như mà gặp trong trường hợp mà đánh mà không có cứ ham thắng quá thì nó mới thủ được thôi chứ không ham thắng là nó không thủ được nha các anh em, không ham thắng là nó không thủ được. Em biết nó cứ xây liên tục như vậy, mình cứ công phá từ từ phá nhà xây dựng ha, nhà xây dựng của nó ở đây. Với số lượng mà tháp canh tháp pháo như dưới sau này mà xài thêm cái tem tổng số phòng thủ nữa thì với số lượng lính này mình không thể nào bắn vô nhà nó được. Thì chứ mình lúc nào mình cũng cho lính qua tấn công một chút, mình kích tem tấn công bộ binh ha.
giáp bên tay rất mạnh không, bắn hoài không thủng ha. Thì ở đây với số lượng mà lính như thế này thì mình không thể nào mình đánh phá nhà nó được. Thì mình đừng ham thắng quá nha các anh, mình ham thắng quá là trận này sẽ không bao giờ win được ha. Thì lúc này mình sẽ không tấn công nó nữa, và mình rút quân về đây, rút quân vào vị trí này, rút chân vào vị trí này, và đồng thời ở đây mình cứ sản xuất lính liên tục di chuyển ở ngay vị trí đây, di chuyển ngay vị trí đây và cứ nằm ở đây chờ đợi ha. Thì mình đủ số lượng quân, mình sẽ tấn công đợt kế tiếp, mình sẽ tấn công đợt kế tiếp ha. Thì nếu như nó sử dụng tem tổng số phòng thủ thì nhà cung cấp của nó cũng không cung cấp nhiều được đâu, nó phải chạy tem là tốt rồi các em. Tem tùy theo cái map và tùy theo trận chiến như thế nào, mình cứ di chuyển lính lên ngay vị trí đây. Thì ở khúc dưới sau này thì nó đã xây tháp canh rồi, tháp pháo thì ở dưới sau đâu có xây được gì nữa, chỉ còn xây lên trước thôi. Nếu mà cái nào xây lên thì mình sẽ đánh về vị trí đó, nó cứ xây cái nào mình đánh về vị trí đó, đánh xong mình rút quân. Em thấy nó xây nhà xe thì mình đánh vô nhà xe. Tại vì khúc ngay vị trí dưới sau này thì nó đã xây những cái tháp canh, tháp pháo đây là không còn vị trí nào để xây nữa rồi, mình cứ xây cái nào mình đánh về vị trí đó. Mình di chuyển qua phía bên đây, cứ xây ra là mình bắn, xây ra là mình bắn. Thì nó xài, mình bắn những cái nhà máy điện đó thì nó buộc nó phải xài tem các biện pháp khẩn cấp rồi. Cái tem khẩn cấp thì chắc chắn nhà của nó sẽ yếu rồi. Cứ xây ra là mình bắn, xe mình bắn. Và lúc này mình sẽ không đánh trực tiếp vào nó nữa, mình sẽ đánh vào những cái trung tâm cung cấp. Đánh vào những trung tâm cung cấp của nó, nâng cho nó sản xuất tiền lại. Thì nó có trung tâm cung cấp, nó sản xuất tiền thì nó sẽ xây được nhiều cái nữa. Mình cứ đánh vô trung tâm cung cấp ha. Đây tôi cứ đánh vào trung tâm cung cấp. Đó, trung tâm cung cấp của nó thì cho nó ngưng sản xuất tiền lại. Thì với những cái tháp canh như nằm ở dưới sau đây thì trên đây thì chỉ còn xây trên đây thôi. Xây trên đây thì cứ ra xây bao nhiêu mình tỉa bao nhiêu, xây nhiều tỉa bao nhiêu. Bây giờ trên ta có gom nhiều cỡ nào thì người ta cũng không hào thủ được đâu, tại vì mình đâu có đánh dồn dập đâu, mình đánh mình chờ, cứ xây ra mình đánh, xây mình đánh. Còn đồng thời ở đây mình cứ lên nhà ba, mình lên nhà ba rồi sản xuất lính tiếp. Em thấy mình rút quân, mình không đánh, mình rút quân mình không đánh ha, cứ nó xây ra mình đánh, xây ra mình đánh. Thì như thế này mà ở ngay vị trí sau đây mà nó đã bích bùng rồi, sao đã bích bùng thì chỉ còn xây lên trên trước vậy thôi, xem vị trí trước này thôi. Xây lên thì mình dập liền, không cho cơ hội ha. Các anh em thấy rồi đấy, mình cứ chiến như thế này, mình không ham mà thắng nào, mình cứ chiến như thế này, cứ xây lên là mình đánh thôi. Đây mình chơi hoài, đến ở đây mình dĩa những cái nhà máy điện của nó cầm thủ, mình không có tấn công. Thì với anh ta như thế này thì anh ta sao thủ được, còn gì ở đâu chơi, không còn gì ở đâu đi chơi. À, với trận chiến như thế này thì kết thúc này các anh em. Cảm ơn các anh em đã xem ha. Thì cũng nói các anh em nghe, mình gặp lưới bếp cao thì mình cứ chơi thôi, đừng sợ gì hết ha.